Chào mừng tới tất cả quý vị đại biểu đã đến dự hội nghị khoa học thường niên Hội hô hấp Việt Nam 2021. Hôm nay tôi rất là vinh dự được trình bày với quý vị về cái giá trị của hai cái chỉ số mới là chỉ số CAI và chỉ số CID trong đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Kính thưa quý vị, tôi lựa chọn đề tài này bởi vì là một bác sĩ thực hành lâm sàng đó, thì tôi gặp những cái thách thức sau đây khi mà đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tôi thấy bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh đa thành phần. Tôi mong muốn có một cái công cụ gì để đánh giá được nhiều thành phần cùng một lúc như vậy, thì như vậy mới đạt được là đánh giá toàn diện bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. CBD lại là một gánh nặng cho sức khỏe cho người bệnh nhân. Tôi muốn đo lường cái gánh nặng đó. Và bởi vì đối với người bệnh nhân, tôi muốn rằng cái công cụ của mình phải đo lường những cái sự thay đổi nó có một cách có ý nghĩa đối với người bệnh. Cuối cùng thì CBD là một bệnh hay biến đổi. Và nếu nó biến đổi như thế thì tôi mong muốn có một công cụ nào đó để có thể tiên đoán cái kết cục của người bệnh nhân một cách đáng tin cậy để tôi tiên lượng tốt cho người bệnh hơn nữa. Và vì thế tôi trên một con đường tìm kiếm một giải pháp như thế. Bài trình bày của tôi ngày hôm nay gồm có 3 phần. Tôi sẽ nói về khái niệm các chỉ số này, tôi sẽ nói về vai trò của các chỉ số cũng như là những áp dụng trên lâm sàng. Kính thưa quý vị, cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó, nó được đặc trưng bởi 3 sắc thái. Sắc thái thứ nhất là nó thể hiện bằng mức độ nặng của bệnh qua mức độ tắc nặng của tắc nghẽn luồng khí tính bằng FEV1 và ứ khí phế nang tính bằng tổng dung lượng phổi TLC. Nó cũng thể hiện qua hiện tượng suy giảm khả năng gắng sức của người bệnh qua test đi bộ 6 phút cũng như là trắc nghiệm đánh giá tim phổi gắng sức tối đa. Mức độ hoạt động của bệnh nó lại được thể hiện qua đợt cấp của CBD. Bệnh nhân nào có đợt cấp nhiều thì bệnh hoạt động càng nhiều. Mức độ ảnh hưởng của bệnh nó lại thể hiện xem cái điều mà bệnh nhân chịu phải, đó là triệu chứng két, đó là những cái khó thở đo bằng NRC và chất lượng cuộc sống central. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại, chúng ta đang đánh giá CBD như thế nào. Thì theo hướng dẫn Google, đánh giá CBD tại một thời điểm, đầu tiên chúng ta sẽ đo hấp ký để biết được mức độ tắc nghẽn của luồng khí là như thế nào. Và sau đó chúng ta xem thử mức độ ảnh hưởng trên người bệnh với bề mặt triệu chứng cũng như là tiền sử của đợt cấp. Và như thế chúng ta chia bệnh nhân thành A, B, C và D. Gôn khuyến cáo rằng sau đánh giá ban đầu đấy thì chúng ta bắt đầu khởi động điều trị cho bệnh nhân. Và khi điều trị cho bệnh nhân rồi thì chúng ta hãy xem thử bệnh nhân có cải thiện về mặt triệu chứng không, bệnh nhân có thể cải thiện về đợt cấp không để mà thay đổi điều trị. Câu hỏi của tôi đặt ra là thế nào là sự cải thiện về mặt triệu chứng và thế nào là sự cải thiện về đợt cấp, và sự cải thiện đó liệu rằng có ý nghĩa cho người bệnh nhân hay không? Thì thưa đây, chúng ta phải có một cái khái niệm nữa, tức là MCID, tức là sự khác biệt tối thiểu có quan trọng, có ý nghĩa lâm sàng cho người bệnh. Thì FEV1 sẽ phải thay đổi 100ml, chất lượng cuộc sống phải thay đổi 4 đơn vị central, mức độ khó thở phải thay đổi 1 điểm TDI, và đợt cấp phải thay đổi ít nhất là 1 lần trong 1 năm, hoặc giảm được hoặc tăng 22% so với năm vừa rồi thì mới có gọi là có ý nghĩa. Và triệu chứng thoát hàng ngày thì phải giảm được trừ 2 điểm thì mới rõ được chuyện này. Thế thì những cái điểm số mà chúng ta hay dùng như điểm két thì sao? Thì ở đây rất là hay, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra được một điều rằng nếu điểm két muốn thay đổi mà để chứng minh rằng là có ý nghĩa cho người bệnh nhân đối với một can thiệp mới, đó sẽ là 3 điểm. Thay đổi vừa sẽ là 4 đến 5 điểm và thay đổi nhiều sẽ là 5 đến 6 điểm. Tuy nhiên nếu một bệnh nhân đang sử dụng một điều trị hàng ngày, không phải một điều trị mới, thì chúng ta chỉ cần cái điểm két thay đổi 2 điểm, mức độ vừa thì thay đổi 4 đến 5 điểm và mức độ nhiều thay đổi từ 5 đến 6 điểm, thì chúng ta sẽ đánh giá được rằng liệu rằng sự cải thiện như vậy là nhiều hay ít. Như vậy từ đây chúng ta thể thấy được rằng việc đánh giá CBD theo thời gian, chúng ta cần phải lồng ghép cái chỉ số MCID vào nữa, chứ không thể nói là bệnh nhân tốt hay xấu một cách thông thường. Kính thưa quý vị, nó có một cái sự ảnh hưởng qua lại giữa mức độ nặng của bệnh, mức độ hoạt động của bệnh và ảnh hưởng trên người bệnh nhân. Trong đó hoạt động càng nhiều chừng nào thì làm cho bệnh nhân tiến triển càng nhiều chừng đó, làm cho độ nặng càng nhiều, và độ nặng cũng như hoạt động nó sẽ làm ảnh hưởng trên bệnh nhân càng nhiều hơn nữa. Điều đó có nghĩa rằng một thành phần không đánh giá được toàn bộ, nhưng nó có ảnh hưởng đến các thành phần còn lại. Như vậy, nếu chúng ta có thể kết hợp các thành phần này lại với nhau và cho nó một điểm số MCID gắn vào đó,
thì có thể chúng ta có thể đánh giá được toàn diện và có ý nghĩa toàn bộ bệnh CVD, phải không? Và từ đây xuất hiện đến khái niệm sử dụng chỉ số CII và chỉ số CID. CII tức là sự cải thiện quan trọng có ý nghĩa lâm sàng, còn CID là đo lường sự xấu đi quan trọng có ý nghĩa lâm sàng. Thế nào vậy là cải thiện? CII được định nghĩa là sự cải thiện của lớn bằng 2 trong 4 tiêu chí, đó là sự thay tăng TDI lớn hơn 1 điểm, sự giảm ERS lớn hơn 2 điểm, sự giảm CAT lớn hơn 2 điểm và sự giảm Central lớn hơn 4 điểm. Trong khi đó sự suy thoái quan trọng CID thì được định nghĩa là sự suy thoái của lớn hơn bằng 1 trong 4 tiêu chí, tăng lên đợt cấp lớn bằng 1, giảm TDI lớn bằng 1, tăng điểm CAT lớn bằng 2 và tăng Central lớn bằng 4. Bây giờ chúng ta xem vai trò của chúng như thế nào. Nếu với một chỉ số FOV1 thôi, thì FOV1 càng thấp chừng nào thì cái tốc độ sụt giảm FOV1 theo thời gian càng giảm chừng đó, bởi vì lúc đấy chẳng còn gì để mất nữa. Một bệnh nhân ở gôn 1 thì tốc độ suy giảm hàng năm là 40ml một năm, nhưng mà qua gôn 4 thì tốc độ suy giảm hàng năm nhỏ hơn 35ml một năm. FOV1 nền nó cũng liên quan đến triệu chứng và đợt cấp nữa. Rõ ràng ở đây, với bệnh nhân được phân trong nhóm gôn 1, gôn 2, gôn 3, gôn 4, thì trong bệnh nhân gôn 1 thì chủ yếu là trong nhóm A, nghĩa là đợt cấp ít và triệu chứng ít. Nhưng mà trong nhóm gôn 4 thì chúng ta sẽ có là đa số là nhóm D, triệu chứng nhiều và đợt cấp nhiều. Ấy nhưng mà trong các nhóm thì ngay cả nhóm 1 thì vẫn có cả những bệnh nhân có đợt cấp nhiều và triệu chứng nhiều. Như vậy FOV1 có liên quan nhưng mà không thể hiện được cả triệu chứng và đợt cấp. Nếu bây giờ tôi không lấy FOV1, tôi lấy triệu chứng nền thì điều gì xảy ra? Nếu như bệnh nhân có triệu chứng nền MRC lớn bằng 2 thì họ sẽ có đợt cấp nhiều hơn. Họ sẽ đợt cấp phải sử dụng corticoid nhiều hơn, phải dùng kháng sinh nhiều hơn, phải nhập viện nhiều hơn. Đúng, vậy thì triệu chứng nền có thể tiên đoán được đợt cấp và nhập viện. Thế nữa, đợt cấp, cái triệu chứng nền lại còn có thể tiên đoán được bệnh nhân tử vong nhiều ít. Trong nghiên cứu này cho thấy những bệnh nhân trong nhóm B và nhóm D thì lại tử vong nhiều hơn bệnh nhân nhóm A và nhóm C. Nghĩa là người có triệu chứng nhiều sẽ tử vong nhiều hơn người có triệu chứng ít. Khi người ta phối hợp ba cái thứ đó lại với nhau, tức là FOV1, mức độ khó thở và đợt cấp để cộng cùng với nhau để tiên đoán cái tử vong của bệnh nhân, thì người ta thấy gì? Bệnh nhân càng có tắc nghẽn luồng khí nhiều, bệnh nhân càng có nhiều triệu chứng nhiều, bệnh nhân càng có nhiều đợt cấp nhiều thì tử vong của nó càng tăng hơn. Đó là sự kết hợp của ba thứ thì có thể tiên đoán được điều này. Từ đó đưa ra cái câu hỏi là vậy thì nên chăng phối hợp nhiều triệu chứng để cùng tiên đoán của bệnh nhân thì tốt hơn cho. Và điều và cái khái niệm đó đã được khẳng định rất tốt. Thì trong nghiên cứu này, người ta đánh giá người bệnh nhân CBD không phải trên một triệu chứng riêng lẻ nữa, mà người ta kết hợp các chỉ số giống như tôi trình bày ở đây thành chỉ số CII. Và người ta thấy được một điều rằng, nếu vào tuần lễ thứ tư sau khi điều trị mà bệnh nhân đạt được sự ổn định về mặt lâm sàng với điểm số CII tốt, thì những người bệnh nhân đó thì diễn tiến theo thời gian họ cũng tiếp tục là tốt. Ở đây là cái màu xanh. Còn những người bệnh nhân nào vào tuần lễ bước tới thứ tư mà chúng ta không đạt được sự cải thiện trên lâm sàng thì những người đó sẽ suy thoái rất là nhanh chóng theo thời gian. Vậy rõ ràng đánh giá CII vào một thời điểm có thể tiên đoán được sự ổn định trong thời gian đúng như cái điều mà người ta mong muốn. Sau đó cái điểm số CID, hồi nãy là CII, bây giờ qua điểm số CID là sự xấu đi của mặt lâm sàng. Sự xấu đi mặt lâm sàng có thể tiên đoán được tử vong không? Thì so sánh với những điểm số thành phần ở đây thì đúng là cái chỉ số CID, tức là xấu đi về mặt lâm sàng, nó có thể tiên đoán được tử vong tốt hơn hẳn triệu chứng FOV1, tốt hẳn chỉ số Central, tốt hơn hẳn chỉ số đợt cấp rất là nhiều. Khi người ta dùng chỉ số CID và CII có thể tiên đoán được cấp và tử vong, và điều đó khi mà áp dụng ở đây thì người ta thấy rằng là ở đây nếu có điểm số CID này tăng 61% nguy cơ đợt cấp, và thời gian trung bình đến đợt cấp 520 ngày là không có CID so với 265 ngày có CID, tức là khi bệnh nhân nào có sự suy thoái mặt lâm sàng thì sau đó người ta sẽ nguy cơ đường ra đợt cấp sẽ nhiều hơn. Và sau đó thì nguy cơ tử vong thì sao? Ở đó một lần nữa chúng ta thấy rằng là những người nào mà có cái chỉ số CID này mà nhiều đó, tức là nó có sự suy thoái về mặt lâm sàng đó, thì nó sẽ tăng 41% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở đây so với những người không có cái chỉ số CID này. Đấy. Vậy như vậy chúng ta đã qua được cái phần là những cái chứng minh để cho thấy rằng là cái chỉ số kết hợp CII
và CID là rất có ý nghĩa ở trong cái vấn đề đánh giá. Một là toàn diện được bệnh nhân CBD. Hai là có thể đánh giá được ý nghĩa của bệnh nhân CBD cho bệnh nhân có thể cảm nhận được. Và ba, có thể đánh giá được sự ổn định của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo thời gian. Vậy thì chúng ta áp dụng trên lâm sàng như thế nào? Thì cái áp dụng của hai cái thang điểm này hiện giờ người ta sẽ dùng để đánh giá hiệu quả của một điều trị của mình như thế nào. Trong nghiên cứu này, người ta muốn so sánh thử giữa cái biện pháp điều trị bằng LABA/LAMA phối hợp so với điều trị đơn lẻ LABA hoặc LAMA đơn thuần, thì liệu pháp điều trị nào đã đem lại sự cải thiện về mặt lâm sàng chính trên biển số CAI tốt hơn, thì câu trả lời đó chính là LABA/LAMA phối hợp vào tuần thứ 4, thứ 12 và thứ 24. Sau đó người ta xem thử khi mà tôi chuyển đổi biện pháp điều trị từ cái thuốc điều trị này sang điều trị khác, thì cái điều trị nào đem lại sự cải thiện có ý nghĩa trên lâm sàng CAI cho người bệnh nhân. Thì ở đây người ta so sánh là cái liệu pháp LABA/LAMA khi bệnh nhân chuyển từ LABA đơn độc hoặc là ICS LABA thì như thế nào. Thì quả nhiên trong điều này người ta thấy khi sử dụng LABA/LAMA mà cho bệnh nhân chuyển từ LABA/LAMA qua hoặc ICS LABA qua thì cải thiện được bằng FOV1, cải thiện được điểm số két cũng như là cải thiện được mức độ khó thở. Còn ở trong cái ở trong đây, nếu mà muốn so sánh hai cái liệu pháp điều trị giống nhau, ví dụ như là glycopyrrolidone và tiotropium, thì một lần nữa người ta cũng coi thử lấy cái chỗ số CID, tức là diễn tiến xấu đi vào lâm sàng, thì người ta thấy như sao? Thì cái thuốc glycopyrrolidone và tiotropium thì đạt được cái hiệu quả tương đương về cái số lượng bệnh nhân bị cái CID này và sự duy trì cái đó theo thời gian diễn biến xấu theo thời gian là như thế nào, đều tương đương với nhau, không có kém hay tốt hơn gì cả. Người ta cũng có thể so sánh LABA/LAMA so với ICS/LABA chính trên chỉ số CID. Thì ở đây chúng ta thấy cái cột ở phía dưới này là sử dụng là indacaterone và glycopyrrolidone, còn phía cột ở phía bên trên này là sử dụng ICS/LABA. Thì người ta thấy rằng khi mà sử dụng điều trị bộ đôi này thì cái hiệu quả về cái điểm số CID, tức là xấu đi về lâm sàng của nó, ít hơn rất là nhiều, trong khi ICS/LABA thì lại bị là nhiều hơn. Và khi người ta đi tính biến thành phân tích dưới nhóm, ví dụ người ta xem thử người bệnh nhân có đang hút thuốc lá không hay là đã bỏ thuốc lá rồi, bệnh nhân cao tuổi hay bệnh nhân lớn 65 hoặc nhỏ hơn 65, bệnh nhân đã có cái mức độ tắc nghẽn luồng khí là rất nặng hay vừa, tức là gôn 1, 2, 3, 4, thì sao? Thì câu trả lời rằng cho dù bất cả những cái phân tích dưới nhóm nào đi nữa thì cái indacaterone glycopyrrolidone cũng đều tốt hơn ICS/LABA trên các phương diện đó. Và đặc biệt là khi mà chính cái tỷ số, cái chỉ số kết hợp CID này, chứ không phải là trên một chỉ số đơn lẻ. Như vậy thì bài trình bày của tôi nó có thể có những cái kết luận sau đây. Thứ nhất là chỉ số CAI và chỉ số CID trong CBD, đó là chỉ số tích hợp của các thông số FOV1, két, sensor, được cấp kèm ngưỡng MCID của từng chỉ số, chứ không phải chỉ là từng chỉ số đơn lẻ này, tức là vừa cả từng chất lượng và số lượng của các chỉ số này luôn. Đo lường cái sự cải cái chỉ số CII á, nó sẽ đo lường sự cải thiện quan trọng có ý nghĩa lâm sàng. Chỉ số CID đo lường sự suy thoái quan trọng có ý nghĩa lâm sàng của bệnh nhân CBD và có ý nghĩa cho người bệnh, nghĩa là người bệnh có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Và cái ứng dụng trên lâm sàng của chỉ số CII và chỉ số CID này chủ yếu là dùng để tiên đoán diễn tiến của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tiên đoán sự xuất hiện của đợt cấp trong tương lai, tiên đoán cái tiên lượng tử vong của người bệnh CBD, và nó tốt hơn rất là nhiều những thông số đơn lẻ. Và như vậy, tôi đã tin tưởng rằng cái bài trình bày của tôi đã đủ để thuyết phục tất cả các quý vị đồng nghiệp rằng hiện giờ chúng ta đã có cái chỉ số phối hợp CAI và CID, và như vậy quý vị đồng nghiệp có thể cân nhắc xem xét để sử dụng chỉ số phối hợp này trong vấn đề đánh giá cái hiệu quả điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của mình, hơn là chỉ dựa vào một chỉ số duy nhất, ví dụ như FOV1, hơn là chỉ dựa vào mức độ khó thở và tiền căn đợt cấp mà thôi, thì chúng ta có thể trả lời được câu hỏi mà tôi thấy khó khăn và quý vị đồng nghiệp có lẽ cũng sẽ gặp khó khăn trong thực hành lâm sàng hàng ngày của mình. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp.